cách mua hàng và đấu giá trên trang IO Nhật Bản. Tiền đăng nhập ghi số lên bắc. Đăng ký này cũng đơn giản thôi. Các bạn có thể mời xuống và ai của ai đấy đăng ký. Sau khi đăng nhập này. Một người giá các bạn có thể vào cái vùng chung tiếng Việt nó dịch hết ra cho tiếng Việt tất cả các loại này, ví dụ vào thiết bị máy móc gia dụng dịch hết ra tiếng Việt này. Thông tin sản phẩm ở đây này. Ví dụ là muốn tìm điện thoại iPhone tất cả các danh mục nó ra hết này. Kết một con iPhone 7 mai ghi nó sẽ ghi đầy đủ thông tin đây. Chi tiết đồ giá giá hiện tại 1,2 nên nó ghi bao gồm phí vận chuyển quận Shiga 765 yên, chi tiết còn một ngày để xử bao 30 người đấu giá. Bạn vào xem những người bán hàng này, tỷ lệ phần trăm người ta tầm hơn 90% trở lên là được. Này các thông tin này, ngày bắt đầu đấu giá ngày thứ tư 10:14 ngày kết thúc ngày 6/5/2020. Dưới đây người ta sẽ mô tả tất cả các thông tin sản phẩm này. Máy này mà xuất bành đã mở khóa này, màu sắc này, dung lượng, nhân bản, dịch hết ra tiếng Việt lên đơn giản thôi. Thông tin tình trạng sản phẩm là đang hết hình ảnh đây, các bạn phải xem hình ảnh. Thông tin này là màn sông banh, đang lên quốc tế, lên quốc tế có gửi trong tròn này, mà đang lên quốc tế thì mình. Hết tất cả các thông tin của máy này. Ví dụ vậy tôi ấn về để xem để theo dõi. Đặt một lời nhắc nhở tự động trước 15 phút khi phiên đấu giá kết thúc này. Quay lại. Mình ấn vào đây đấu giá này. 1,3. Chài. Ok. Ví dụ cái này là do người ta đặt ra mình chưa có điểm nào ấy, thì mình thấp thì nó không cho mình đấu giá. Xong mình đấu giá đấy sẽ được điểm. Vào sản phẩm khác. Này full. Tất cả các nhà. Kéo đây rất nhiều loại. Rất nhiều loại luôn. Đi vào tai nghe bằng tốt này. Thông tin tai nghe. Giá khởi điểm 70 yên. Miễn phí vận chuyển. Bao nhiêu thông tin để ghi hết ở đây. Các phương thức thanh toán này, để thanh toán qua PayPay, thẻ tín dụng, Visa, đủ các loại thanh toán
Internet banking, phí miễn phí vận chuyển, bán từ Nara này, thông tin người bán này đánh giá tốt 100% luôn này. Chi tiết còn lại 22 giờ 4 lịch sử 4 người đấu thầu 80 yên này. Thuế tiêu thụ không yên bao gồm thuế 80 yên này. Cái này cũng không đấu giá nên mình mới đặt tài khoản mới đặt không có điểm này. Không cho đấu giá. iPhone 11 thì có đã 4 người đầu giá rồi. Này cũng không đầu giá rồi. Thì như mình đầu giá sản phẩm thì sẽ được điểm. Con này bao nhiêu thông tin ngày bắt đầu mùng 5 tháng 4, ngày kết thúc mùng 10 tháng 5, thông tin trả giá mình đấu giá nhiều quá và mình mới mình đấu giá mình để đấy nhưng mà không mua của nó rồi sẽ hết nhiều người đang đặt đấu giá thì số điểm số sao của bạn cao lên. Thông tin này giá khởi điểm 1 ma này có vết nứt trên màn hình và hộp cũng không có vụ kiện. Bao nhiêu thông tin đăng lên hết trả giá còn không được. Đường giao khác này iPhone 1 256GB không người đấu đầu và 2 giờ giá cao quá không ai đấu thầu lắm. Giá khởi điểm mai thông tin về nhắc giá quyết định 10 man mình đặt giá nhưng là thành công luôn người đá người đá trả giá lên 31 này à, như cái này mình bắt đầu đấu giá thành công rồi. Nhiều sản phẩm giống như người bán
giới hạn nó cho mình đấu giá, mình mới nạp tài khoản ít điểm thứ. Mình xem đấu giá, xem cái phim đấu giá kết thúc này, đây là người trả giá cao nhất mình, vừa vào xem tài khoản của mình. Đây là danh sách quản lý tài khoản, danh sách theo dõi. Thế này là những sản phẩm mình đã đấu giá thành công hôm nay. Trả giá thành công. Đây là danh sách trả giá, cái này trả giá thành công. Ví dụ như cái sản phẩm này mình đấu giá nhưng mình không lấy, nó hủy luôn. Bạn đã đặt giá thầu thành công nhưng người xóa đã phá giá thầu ra. Nó gửi tin nhắn cho mình, mình rất nhiều tin nhắn nhưng mình không trả lời. Xóa giá thầu. Trả giá thành công. Thế tôi biết cái kịch tôi ngày này có 155 yên tiền đầu giá là kết thúc này. Cái về trả giá như thế này, cho hạn chót thanh toán ngày 15/5/2020. Đến trang sản phẩm, cái này chưa bao gồm phí ship, nữa. Thanh toán bằng thẻ tín dụng ngân hàng, còn cái này bản thông tin ngân hàng. Hoa gửi cho mình thông tin liên lạc. Cách thanh toán này cũng đơn giản, có dịch hết ra tiếng Việt. Mình đấu giá không để đấy này, để đấy mình không mua, đấu giá được mấy cái thành công cũng chả nhờ mình có thể không mua nhiều ở đây. Mà là mua nhiều quan trọng mình đấu giá được điểm. Thông điệp giao dịch, bắt đầu giao dịch lên người bán. Đó, này những gì là đơn giản. Mà có thể đàm phán trả giá trả thấp hơn. Mình quay lại mục chính thì nhắn vào đây. Rất nhiều mặt hàng luôn, tất cả các loại này, âm nhạc, máy tính, tạp chí, ví dụ các bạn bạn nào muốn mua đồ tủ lạnh máy giặt các thứ lên đây mua rẻ này, đủ các loại luôn, máy tính này. Một mẹo để các bạn đấu giá nhé, ví dụ iPhone này. Đang nghe cái danh sách này,
Nhưng cái nào mà nó gần hết giờ sẽ hiện lên. Sản phẩm kết thúc rồi. Kết thúc công này đóng sớm thì nó lại miễn phí vận chuyển. Thời gian cho hàng 1 đến 2 ngày sau khi thủ tục thanh toán thì vận chuyển thì theo chỗ mình ở hay không? Theo tin nhắn bưu điện thôi. Đó, rất đơn giản. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nào mà muốn cứ thắc mắc gì cứ comment dưới video mình sẽ giải đáp. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn.